Nam anh cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình để tiếp tục. Nam anh kính mời quý vị theo dõi tin y học với bác sĩ Trần Văn Sáng đề tài bệnh tiểu đường. Xin kính chào các quý khán giả của đài Sputanov. Cảm ơn nơi lần nữa tôi xin được trở lại trong chương trình tin học ngày hôm nay với tin tức mới nhất về tiểu đường. Lý do tôi chọn cái đề tài này là tại vì thực sự. Hiện nay có quá nhiều những cái trường hợp mà bị tiểu đường, đặc biệt trong cái đồng Việt Nam mà không những như vậy ở tại Việt Nam và những cái xứ đang phát triển giống như Ấn Độ và Trung Quốc cái tỷ lệ cái người bị tiểu đường rất là cao. Thì trước khi đi vào những cái chi tiết mới về bệnh tiểu đường, tôi xin trình bày tóm tắt về những cái bệnh tiểu đường. Thứ nhất, nguyên nhân như thế nào, sự hấp thụ chất đường như thế nào trong cơ thể và cái vai trò của lá mía trong vấn đề sản xuất ra chất insulin như thế nào chất insulin là gì và cái glucose tức là cái chất đường được trong định nghĩa trong máu nó không được đưa vào tế bào gọi là insulin resistant như thế nào cái hình này nó rất là phức tạp nhưng quý vị nhớ là đây là tóm tắt tất cả những sự hiểu biết của khoa học hiện nay về bệnh tiểu đường tức là ở bên phải của tôi là bao tử và ruột là cái nơi chúng ta ăn uống và hấp thụ và cái, tất cả những chất chúng ta ăn vào đưa trong cơ thể thì nó biến thành một dạng đường gọi là glucose chứ không phải là cái đường như chúng ta uống nước mía và khi vào trong cơ thể rồi thì cái lá mía nó sẽ sản xuất ra một cái chất là insulin đó là cái cái cấu trúc quan trọng nhất để đưa đường tới mỗi nơi và cái đường sẽ được đưa tới bắp cơ mỡ não là những cái nơi sử dụng nhiều nhất cái đường trong cơ thể để cho nó vận động để cho nó tiêu thụ để làm cho ấm và đặc biệt cho cái não hoạt động thì đó là những cấu trúc chính nhưng mà cái gan là cái cấu trúc quan trọng thì cái đường nó dư nó sẽ được dự trữ trong cái gan một phần và nếu thiếu thì cái gan sẽ tạo ra chất đường để đẩy ra ngoài trong trường hợp chúng ta không có ăn được và cái thận là cái nơi điều hòa một phần cái đường glucose trong máu tại vì khi cái đường trong máu nó lên cao thì cái thận sẽ bắt buộc sẽ đẩy ra ngoài đó là những cái cơ bản nhất chúng ta hiểu được để hiểu được làm thế nào để mà đối phó và chữa những cái bệnh về đường về nguồn gốc sâu xa của tiêu đường thì trong lịch sử để mà nghiên cứu thì người ta thấy rõ ràng là những sự tiến bộ của những phương cách chế biến thực phẩm đã tạo ra một cái hình ảnh tiêu đường ngày hôm nay. Tại vì chúng ta có đủ loại bột, những loại thuốc bột, những cái loại bột gạo, bột nếp, bánh kẹo đường, tất cả đều được hấp thụ rất là nhanh. Ngoài ra chúng ta còn thấy có sự dư thừa thực phẩm, nếu gì ở Qua Kỳ thì sẽ thấy và sự dư thừa mỡ trong cơ thể đó đưa đến yếu tố là đề kháng insulin và sau cùng sự kiệt quệ của lá mía là cái trung tâm để sản xuất chất insulin để mà giúp cho cái đường đi vào trong cơ thể về phương diện phân loại thì người ta phân loại đó làm ba loại chủ đường loại một là những cái loại ở trẻ em và thường thường cái lá mía không sản xuất được insulin cái loại số hai trường loại hai là cái đường mà thực sự ở người lớn họ có đủ insulin nhưng không đủ đáp ứng cái nhu cầu về ăn uống ở những cái người mà ăn nhiều và trường số 3 là tiểu đường lúc có thai sự thay đổi người mẹ sự ăn uống của người mẹ và nhu cầu của đứa trẻ để làm cho một phố những người phụ nữ bị tiểu đường lúc có thai ngoài ra có những cái yếu tố khác giống như là prednisone những cái bệnh trong cơ thể có thể gây ra tiểu đường nhưng chúng ta sẽ không có thời giờ để bàn về cái những cái đó về cách chữa thì có hai cách là ăn uống và thuốc. Thì những cái thuốc cũ, Phi là những cái thuốc đã được sử dụng trên 50 năm nay. Nhưng mà nó vẫn còn giá trị. Tôi sẽ nói về những cái điều này à, trong chút lát. Chúng ta có những cái thuốc để tăng sự sản xuất insulin. Như chúng ta đã nói, để giúp cho lá mía sản xuất ra nhiều insulin. Giống như glipizide, climabiride. Và những thuốc insulin nếu mà thực sự cơ thể nó không có kỳ quẻ rồi. Thì phải sử dụng insulin chích bên ngoài ngoài ra theo cái mô hình trên quý vị thấy có những cái thuốc giúp thải đường ra thêm à, bằng đường thận tức là khi nó dư thì nó đẩy ra ngoài bằng đường thận giống như Fasica, Georgian. và những cái thuốc làm chậm sự hấp thụ của đường ruột giống như janivia và những cái thuốc để giúp chích mỗi tuần chỉ một lần thôi chứ không phải chích mỗi lần nữa giống như trulicity banjuran cái phương pháp chích rất là đơn giản người ta sẽ không nhìn thấy được cái kim Ngoài ra, tôi cho quý vị biết một cái tin tức hết sức mới. Thuốc metformin là thuốc cổ xưa nhất trong bữa đường. Nhưng nó vẫn còn giá trị tại nó giúp giảm sức giảm cái chất đường từ gan. Nó sẽ giúp cản bớt cái sự cản trở insulin vào tế bào. Và đặc biệt, metformin giúp giảm cân ở những người mập bị tiểu đường. Đó là những tin tức mới nhất trong cái Annal no Medicine, cái tài liệu về nội khoa tháng 5, 21, 2019 chỉ có phát, phát hành hồi tháng vừa rồi qua trong những cái, cái mới về tiểu đường chúng ta có phương pháp đo đường mới gọi là Freestyle style libre chúng ta chỉ cần một cái dụng cụ rất là nhỏ như như đồng tiền gắn vào trong cái dí da và cái máy nó sẽ tự động đo đường liên tục trong 24 tiếng đồng hồ chúng ta không cần dùng kim để chích đau nữa tại vì đa số người bị tiểu đường họ rất sợ hãi để mà đo đường mỗi ngày mà cách chích vào ngón tay Chính vì vậy mà hiện nay chúng ta có những phương pháp mới để giúp cho tránh cái hợp mà để mà không có cần phải mà đo đường mỗi ngày bằng ngón tay. Vì trên nhìn trước ngày ấy thấy có một cái đồng tiền gắn vào cái cánh tay phía sau và một cái dụng cụ giống như cái phone nhỏ để để gần cái máy đó nó sẽ đọc được cái kết quả giống như cái người phụ nữ đó họ sẽ đọc được cái quả đường là 104 thời lúc bây giờ chúng ta có thể đo bất cứ lúc nào trước khi ăn sau gan ăn lúc ngủ sau dậy thắng dậy thì trong vòng hai tuần lễ phải thay một cái sensor mới cái sensor là một cái dụng cụ để nhận những cái tín hiệu đường trong máu nó có một cái kim nhỏ giống như cái đồng tiền ngay giữa trung tâm và chúng ta để để vào da thì nó sẽ đo được như vậy trở lại những đề chữa trị thì đối với tôi thực sự về cái chữa trị thì năm chục trăm chúng ta phải kiên ngang và năm chục trăm dựa vào thuốc tất cả phải giảm năm chục phần trăm cái loại tinh bột mà chúng ta gọi là carbohydrate cơm nếp xôi bánh mì bánh bột chân dân tất cả những cái loại làm bằng bột đều phải giảm hết bánh bột lọc bánh tét bánh trưng đều giảm hết bánh ngọt chè, xôi nước đều phải giảm và kể cả những khoai lang giảm tất cả những thức ngọt soft drink nước mía nước cam cả những cái nước trái cây và những cà phê sữa và Starbucks coffee một cái Starbucks coffee nếu gì uống cho nó đúng thì tối thiểu phải 400 tới 500 calories thì cái người tiểu đường họ phải giới hạn chỉ có 1.800 cao một ngày mà thôi. Thì đó là những cái điều mà chúng ta cần nhớ. Về phương diện thực phẩm người Việt Nam, chúng ta cơm, bánh mì, khoai lang, phở, tất cả phải được giảm 50% hết. Quý vị tôi biết là rất là khó kiên ăn nhưng mà chúng ta giảm được chừng nào thì cơ thể nó không phải làm việc quá nhiều và sẽ tránh được rất nhiều biến chứng. Không bao giờ ăn buffet, không bao giờ ăn quá nhiều thực phẩm cùng một lúc. Đó là cái nguyên tắc gì dinh dưỡng, chúng ta chỉ ăn ít thôi tránh những cái loại soft drink đó là cái điều quan trọng nhất là giới trẻ chè cháo tất cả những cái loại đều phải giảm hết dù chúng ta có thèm cái mấy chúng ta cũng ăn vừa phải thôi để mà có thể thỏa mãn những cái niềm mà chúng ta thèm muốn kết luận là gì chúng ta cần ăn vừa đủ thèm gì cũng có thể ăn được nhưng mà ăn ít và cần giảm cân nếu mập giảm tất cả những loại tinh bột như tôi nói tại cái bột là thực sự nó nguồn gốc sâu xa của tiểu đường giảm nước ngọt vận động thể dục thường xuyên và hiện nay với những cái kỹ thuật mới, những cái thuốc mới, sự chữa trị sẽ tiểu đường sẽ rất là dễ dàng và có kết quả hơn và phòng bệnh tiểu đường vẫn là cái điều quan trọng nhất tôi muốn trình bày cho những người chưa bị tiểu đường hoặc là những người bị tiểu đường hoặc những người đang chữa tiểu đường chúng ta cần phòng bệnh tại vì cái kiến thức y học hiện nay sẽ giúp chúng ta hiểu hơn những gì chúng ta cần làm tuy nhiên về phương diện học thể dục cho phương pháp dinh dưỡng tốt lành nhất và chúng ta phải nhớ tôi xin kết luận cái bài ngày hôm nay và xin quý vị có thể trở lại trong chương trình bằng cách vào youtube và đánh vào chữ bản tin đi học quý vị có thể tìm lại những cái tài liệu mà chúng tôi đã trình bày trước xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay kính thưa quý vị chương trình bản tin hoa thịnh đốn đến đây xin tạm ngưng kính mời quý vị đón xem bản tin hoa thịnh đốn vào lúc 8 giờ tối, giờ hoa tỉnh đốn từ thứ hai đến thứ sáu trên SBTN. Mọi liên lạc với ban biên tập xin email về Washington DC sbtn.tv Nam Anh xin kính chào và kính chúc quý vị có được một buổi tối bình an bên người thân và gia đình.